Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Những mẫu chuyện bên Thầy Tiếp theo Tiếp theo là mẫu chuyện Đức Thầy giải nghĩa bài Tây Phương 37 chữ Theo lời ông Nguyễn Chi Di Di Diệp kể lại Là khoảng hạ tầng tháng chạp năm kỷ mão năm 1939. Bây giờ Đức Quỳnh giáo chủ còn đang truyền giáo tại Thánh Địa Hòa Hảo. Một hôm, tôi và một số anh em đồng đạo có mặt khá đông, Ngài hỏi. Trong các ông, có ai thuộc bài chú giảng sanh trong kinh Phật từ trước bằng tiếng hoạn không? Có một ông lão đứng lên nói, Bạch Thầy, tôi còn nhớ, Đức Thầy bảo Ông lão, đọc lão, thử nghe Ông lão liền, lão liền đọc Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Dị Đô Bà Tỳ A Di Dị Đô Tắc Đam Bà Tỳ A Di Dị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Dị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Và -di, dạ Di Nị già dạ, Già dạ Na Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà Ha Đọc xong, 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 ông ngồi xuống bị, bị sai ít chữ. Đức thầy nói: "Bài, bài chú này phiên âm um của phản ngữ, học, học lâu thuộc, thuộc và không biết nghĩa nên đọc, đọc bị sai chữ. Vậy để, để tôi đọc, đọc bài chú giảng sanh khác, khác cho mấy ông, ông nghe." Nói xong, xong, ngài đọc lên: đọc lên. Nam, "Nam mô Tây, Tây phương, phương Cực lạc, lạc thế, thế giới Tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn" cụ thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh a di đà phật tạm dịch 36 tỷ không chịu 119 ngàn 500 năm trăm thượng thiện nhân ở cõi tây phương cực lạc đồng tiếp dẫn dông linh đọc xong đức thầy giải thích bài này dùng vào ba việc một Dùng, dùng niệm, niệm trong, giờ, trong giờ niệm Phật hoặc, 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 hoặc đi đứng nằm ngồi nó có ý nghĩa như câu lục, lục tự di đà nhưng, nhưng có ý vị tha cho tất, tất cả chúng sanh còn, còn sáu, sáu chữ di đà thì có ý vị kỹ chỉ niệm cầu, cầu cho mình. mình xong hai câu này đều niệm được hết hai dùng, dùng, dùng trong lúc, lúc hộ niệm cho người chết từ lúc vừa tắt thở đến đưa đám tang ra tới nguyệt ba là khi thấy bất cứ người hay các sanh vật chết không cần lạ hay quen đều hướng tâm niệm thầm cho họ nhất là trong mọi sự sinh hoạt đi đứng của cư sĩ tại gia như chúng ta hiện giờ không khỏi gia chạm làm đau đớn hoặc thiệt, hoặc thiệt hại đến các sanh mạng của các sanh vật cả, cả bốn loài, loài đoạn thay thấp hóa như, như cài ruộng cút đắc, nấu đất, ăn đất, nước đất, uống vân vân tuy là, là nghiệp sát vô tình song ta, ta cũng phải mắc nghiệp nợ đó, đó. cho nên giờ phút nào chúng ta cũng phải niệm bài chú này hoặc niệm phật liên tục để vừa biết ơn và thương xót tất cả tu biết thương vốn thiệt trai trường đó là tâm trai và trai được tánh trai tâm mới quý cũng vừa cầu cho tất cả chúng sanh được siêu sanh tịnh độ và nguyện tu đắc đạo để độ các linh hồn đó ấy là chúng ta đổi cái nghiệp nợ oán thù ra cái ăn và gia, kết duyên lành với họ. Sau này, sau này nếu tu đắc đạo, đạo trước, trước sẽ độ được họ. Bằng họ đắc quả trước, cũng độ được đổ ta. Đức, Đức Thầy giải, giải thích xong, xong mọi, mọi người mọi lấy, lấy giấy viết, viết nhờ ngài, ngài đọc lại đặng ghi chép học. Ghi Nhưng mãi đến năm 1945, Ngài mới viết vào quyển 6, tức quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật Tiếp theo là mẫu chuyện Bát Cơm Kỳ Diệu Khoảng tháng 9 năm kỷ mão năm 1939 Tôi cùng một số anh em từ xã Kiến An, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang Đến Thánh Địa Hòa Hảo để diễn kiến Đức Thầy Nghe Ngài thuyết Pháp và trị bệnh anh em và tôi đi bộ từ bến đò thượng giang hòa hảo lên tổ đình dọc đường gần tổ đình thấy đức thầy đang tổ chức một số anh em bổn đạo khiêng mấy miễu thờ thổ thần liền xuống sông chúng tôi dừng lại đứng coi kế thấy có một chiếc ghe tam bạn nhỏ hai chèo ngược nước chèo lên trong ghe chở một bệnh nhân coi bộ nặng lắm đức thầy xuống mé sông nói chậm bệnh nặng lắm hả đến nhà tôi ghé lại tôi chỉ cho mấy người dưới ghe không nói gì nhưng khi ghe chèo đến bến tổ đình nước đổ xuống chạy xiết quá làm ghe chèo lên nữa không nổi phải vất vả cặn lực lắm ghe mới đi nhích nhích từ từ lúc ấy chúng tôi cũng vừa đến nghe dưới ghe có tiếng người đàn bà hỏi Thưa bà, ở đây có ai trị bệnh không bà? Chợt ngó xuống cầu quán dưới sông, tôi thấy đức bà đang giặt giữa gì đó và nghe bà trả lời. Có thằng con của tôi, nó có cơn, khùng khùng điên điên, chớ có ai đâu. Hai người chèo ghe, nghỉ tay, vắng thúc hút. Định một lát rồi cũng chèo đi. Cái đức thầy từ phía dưới tổ định đi về, Ngài xuống cầu giữa tay và nói, Ủa, tới rồi sau không đem bệnh lên đi? Hai người chèo ghe còn do dự, vì định đi nữa để kiếm thầy chữa bệnh. Nhưng người đàn bà trong ghe ngồi kế người bệnh bàn. Thôi đem lên, ông này chỉ thử coi sao. Hai người đàn ông định lấy mền trải căng da khiêng người bệnh lên nhà. Đức thầy giỏi nói, làm gì mà quá vậy Thôi thì kè cũng được mà Hai ông nghe theo Kề dai sát người bệnh sốc dậy Dìu từ từ lên Thì ra Bệnh nhân là một người đàn ông Trạc ngoài 30 tuổi Gương mặt khóc hát Nhợt nhạt Mắt lờ đờ Nhìn mọi người coi bộ yếu lắm Khi lên tới nhà Bệnh nhân được đặt nằm nghỉ Trên bộ vắng ngựa phía trên Đức Thầy lại gần hỏi Ông có muốn ăn cơm không? Muốn ăn lắm Nhưng e ăn không được Người bệnh quệ quải trả lời yếu ớt Muốn ăn thì ăn được chứ gì? Đức Thầy nói xong Ngài liền đi vào nhà sau Bới ra một chén cơm nguội Một chén tương hộp Một dĩa chuối chát Thầy nói như ra lệnh Ăn đi, Ăn rồi hết, hết bệnh chứ gì Người bệnh nghiêng bệnh mình qua, qua Gắn gượng ăn Ăn hết chán cơm, 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 cơm. Thế vậy Đức Thầy hỏi tiếp Ăn thêm nữa được không Dạ Bệnh nhân nhỏ nhẹ trả lời Và coi mồi tươi tịnh Đức Thầy vào nhà sau một lần nữa Ngài đem ra Lưng lửng hai phần mặt chán cơm Người bệnh đỡ Lấy hết ăn thầy liền múc một ly cối nước lạnh đem đến cho uống chúng tôi trố mắt đứng nhìn mà lòng ái ngại cho người bệnh vì thấy người bệnh đã yếu có lẽ là đau lâu lắm rồi lại ăn cơm mà là cơm nguội rồi uống nước lạnh nữa tôi thì thầm lo lắng nhưng thấy sắc diện của người bệnh bỗng dưng thay đổi từ chỗ da mặt xanh mét khó nhìn trở lại hồng hào tươi thắm dễ coi. Cái đức thầy hỏi tiếp người bệnh. "Giờ có muốn ngủ không?" "Muốn lắm, xong sợ không ngủ được." "Muốn ngủ thì ngủ được, sao lại không?" Nghe tiếng nói của đức thầy có vẻ khẳng định sự việc. Thầy nói xong, thấy bệnh nhân từ từ, từ nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ êm ái. Đức Thầy quay sang thuyết pháp cho chúng tôi nghe. Ngài dạy cách thức vào đạo, cúng lại, đến ăn chay niệm Phật, vân vân. Thời gian độ hơn giờ, người bệnh trở mình thức giấc. Đức Thầy dội bước lại gần và hỏi người bệnh. Hồi ông lại đây tới giờ, bệnh coi có bớt phần nào không? Người bệnh vụt ngồi dậy Mặt tươi hẳn lên Vui vẻ trả lời Dạ Mười phần Tôi thấy bớt hết bảy Sao dữ vậy Thầy cười và làm ra Có vẻ ngạc nhiên Người bệnh nhoãn miệng cười Đức thầy vào trong nhà Khi trở ra Trên tay cầm cây viết Và một tập vở Để ngay trước mặt người bệnh Và nói Ông muốn bệnh ông hết dứt hay không? Dạ, thưa muốn Nên mới đến đây nhờ cậu trị Vậy thì từ nay về sau Có ai đem nộp giấy tờ gì cho ông? Ông đem cho người ta Chớ đừng có cạo sữa Giết đi giết lại Thì bệnh ông hết dứt chứ gì? Nhìn mặt người bệnh Tôi thấy ông ta có vẻ lúng túng, ngại ngùng Và lặng thinh không đáp lại Lát sau, Đức Thầy ra phía trước nhà Tôi lăn la lại gần người đàn bà đi theo nuôi bệnh Tìm hiểu nguyên nhân bệnh trạng của người bệnh ra sao Thì được người đàn bà ấy trả lời đại ý như vậy Ông này làm thông khoáng ở Châu Đốc Làm việc hay sửa đổi giấy tờ của người ta Trắng da đen, đen thay trắng để ăn tiền Có lẽ vì vậy mà dương mang bệnh nặng Và tôi vô cùng kinh ngạc sững sờ khi thấy người bệnh Sau khi chào hỏi Đức Thầy đi về Bước chân của ông đi vững vàng xuống ghe Mà lòng tôi vô cùng thán phục cho bát cơm kỳ diệu ấy Thuật theo lời của ông Trần Văn Điệp kiến thành chợ mới An Giang sau đây là phần phụ bệnh trong bài Sứ Mạng, Đức Thầy có viết Trên thầy nói Phật Pháp cho kẻ có lòng bộ đạo quy căn Gây gốc thiện duyên cùng Thầy Tổ Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh Cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh Và cảm lòng từ bi của chư vị dưới trăm quan Cho nên từ trước đến nay Khi nói đến Đức Quỳnh Giáo Chủ khai mở đạo màu Cứu độ chúng sanh thì người ta hay cho Ngài đã thực hiện phương pháp tam độ nhất như tức gồm có trị bệnh độ đời thiết pháp độ đời và viết kinh giảng để độ đời âu cũng là một việc làm tùy duyên quá độ chúng sanh của ngài dạy kim ngôn của đức thầy có đeo bệnh tật vào thân giấy vàng xé nhỏ giấy thằng độ vô thành lòng nước lã nên hồ hữu tâm trí đức, đức cam, cam lồ phật, phật ban nam, nam mô a di đà phật, phật.